chen lấn xô đẩy, nhích từng bước, thậm chí có người còn ngất xỉu trên đường đi. Đó là những hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được tại phiên chợ mà người dân trong cả nước vẫn gọi là phiên chợ Cầu Mai. Hàng vạn người đã đổ về chợ Viềng trong đêm mùng 7 rạng sáng ngày mùng 8 tháng Giêng âm lịch. Họ qua đây là phiên chợ mua may bán rủi để mang lại những điều tốt đẹp nhất trong năm mới. Người đi chợ có thể tìm thấy bất cứ mặt hàng nào ở phiên chợ này. Tuy nhiên, để tham dự được phiên chợ này, có người đã phải vãi cả nước mắt. Trẻ con, người già là những đối tượng bị khổ cực nhất khi tham dự phiên chợ này. Ngồi vật vờ, ai may mắn thì thoát được khỏi đám chen lấn, nhưng họ phải trả mất 20.000 đồng cho một chỗ ngồi trong nhà kiểu như này. Có những người lần đầu tiên đặt chân đến đất chợ Viềng và họ sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa. Không cả năm nào đi, năm nay mới đi. Năm nào đi đâu. Đi tất cả mọi nơi nhưng mà mỗi là Phủ Giày với lại cái chợ này thì chưa rồi đi, hôm nay đi. Mà khủng khiếp quá. Trên các tuyến đường dẫn vào chợ, dòng người tấp nập. Đội quân ăn mày đã trực chờ từ lâu. Hàng dài người ăn mày với trẻ con, người già, người tàn tật kéo dài như thế này. Không biết những người tham gia phiên chợ Viềng sẽ có được may mắn đến đâu. Nhưng những cảnh lộn xộn, chen lấn xô đẩy, thậm chí tranh cãi nhau chỉ vì cân thịt mớ rau vẫn diễn ra thường xuyên trong phiên chợ mà mọi người cho đây là may mắn nhất trong năm. Thank you.